Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Nam Mỹ Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây. Tác giả Y Nùng Dĩ Sực. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho bạn bè mình cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Nam Mỹ Xuyên thành phản diện làm sao sống đây? Tập 42 Chỉ trong phút chốc, tiêu dự an thoáng kinh ngạc đã lập tức bị kéo vào trong động. Dô qua nóng đường hắn ra, ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất. Hoàng thượng, ta là phó tướng của Lý Vô Định tướng quân. Có thể ngài không biết ta, nhưng mà ngài đừng lo lắng. Ta biết phải làm cách nào để rời khỏi nơi này. Vì thần nhất định sẽ hội tống ngài rời khỏi đây. Ta, Ta không phải. Thành âm của Tiêu Dư An hơi có chút run. Hắn đưa tay kéo dầu quay nón. Đừng quỳ ta, mau đứng dậy đi. Dầu quay nón không muốn đứng dậy, kiên trì quỳ. Hoàng thượng, ngài tin vi thần, vi thần có thể đưa ngài ra ngoài. Đường chạy trốn vi thần đã chuẩn bị rất lâu. Hoàng thượng, ngài đã chịu khổ rồi. Bị giam tại địch quốc, vẫn luôn chịu nhục, chịu khinh dễ của kẻ khác. Không phải là ta tự nguyện ở lại đây, Tiêu sư An đột nhiên ngắt lời hắn. Thành âm của dâu quay nón im bặt dừng lại, giống như dây đàn bị đứt, dư âm rung động khiến lòng người hốt hoảng. Hắn mở mịt ngẩng đầu, và lại đột nhiên sụp xuống. Hắn nhìn về phía tiêu sư An, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Ngài, ngài là tự nguyện ở lại đây. Ngài sao có thể, sao có thể tự nguyện ở lại đây? Tiêu sư An đưa tay kéo hắn nói. Người coi như, coi như ta giống ngươi vậy. Sống tạm ở nơi này Trên vách đá bắt đầu có tiếng người lớn tiếng Gọi tên tiêu sự an Loáng thoáng còn có dấu hiệu sắp leo xuống Dâu qua nón lại quỷ xuống lần nữa Lần này là hai đầu gối chạm đất Hoàng thượng Ta thái Bắc Quốc dòng ruổi chinh chiến nửa đời Chưa hề có hai lòng Ta từng có rất nhiều huynh đệ Về sau tất cả bọn họ đều chết trên chiến trường Duy chỉ có mình ta lựa chọn ham sống sợ chết Từ đó Mỗi ngày đều phải chịu sự dày vò của lương tâm đã vô số lần ta mơ thấy những huy đệ đã chết kia đâm ta hỏi ta vì sao phải sống tạm hoàng thượng ngài có thể nói cho ta biết là tại sao không theo dự án chịu không nổi việc dâu quay nón quỳ lại dứt khoát cũng quỳ xuống ta không phải hoàng thượng bắc quốc dâu quay nón lên tiếng ngắt lời hắn hoàng thượng cho dù là đã diệt quốc ngài cũng vẫn là hoàng thượng của chúng ta như cũ là quân vương bắc quốc là ấn kỳ đã in sâu vào ngài Cả đời này đều sẽ đi theo ngài Cho dù ngài đổi tên đổi họ Cho dù ngài thể thốt phủ nhận cũng vô dụng Hoàng thượng Chúng ta rời khỏi nơi này đi Nói không chừng chúng ta còn có thể Đông Sơn tái khởi Đoạt lại Bắc Quốc Đông Sơn tái khởi là tích chữ khôi phục lại lực lượng Sau khi thất bại Chờ ngày trở lại Giờ quay nón giống như một cây roi có gai nhọn Mỗi một câu nói đều như quất sâu Tìm vào trong tâm khảm tiêu sư an quất đến khi hắn thịt máu đầm đìa. Quất đến hắn không thể phân ra được bản thân mình là tiêu dự an, cũng quất đến mức hắn không nói ra nổi lời giải thích. Bỗng dưng dâu quay nón rút từ bên hông mình ra một cây chủy thủ. Hoàng thượng, ngài thực sự không muốn rời đi sao? Tiêu dự an thật lâu không lên tiếng. Được, vậy thứ cho vi thần vô lễ, phải rời đi trước. Từ đầu vi thần đã sớm có quyết định này, nhưng mãi vẫn không thể hạ quyết tâm hôm nay nhìn thấy hoàng thượng vi thần không khỏi ôm một tia tưởng niệm có lẽ ý nghĩ của việc vi thần chọn sống tạm chính là vì để đem hoàng thượng thoát khỏi nam mến quốc không nghĩ tới hoàng thượng vậy mà không muốn rời đi vậy mà can tâm chịu cầm tù ta đang nói gì vậy chứ ta dựa vào đâu mà trách tội hoàng thượng ngày đây rõ ràng chính bản thân ta cũng đã phản bội các huynh đệ đầu hàng địch nhân đột nhiên dâu quay nón ngửa đầu cười ha hả cười đến nỗi thở không ra hơi cực kỳ điên cuồng. Vốn tiểu dự an cho rằng hắn nói rời đi chính là ý muốn chạy trốn. Ai ngờ dâu quay nón lại dơ trụy thủ lên. Thành trụy thủ kia sáng như tuyết, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo. Tiểu dự an hô to một tiếng nhào tới. Không được. Đáng tiếc. Hết thảy đều đã không kịp. Dâu quay nón tự cắt cổ mình. Máu tươi ấm áp lập tức bắn tung tóe trên mặt. Lên thân tiêu dự an. Mùi máu tanh cực nặng bỗng nhiên trong lúc đó những trăm cai nghìn đắng mà trước kia toàn thân toàn ý muốn cứu lại bắc quốc lại chỉ có thể để ông trời kéo hết thảy vào vực sâu những bất lực cùng cảm giác sợ hãi chiếm cứ lấy toàn thân tiêu dự an cả người tiêu dự an run rẩy bên tai vang lên từng tiếng hoàng thượng những thanh âm này hỗn loạn hòa cùng một chỗ với nhau tựa như tiếng quỷ khóc sói gào bi ai thê lương đột nhiên tiêu dự an đưa tay hung hăng tát cho mình một bạt tai sau đó hai tay ôm lấy đầu. Thời điểm thị vệ từ trên núi bỏ xuống, tìm đến tiêu dự an. Dầu quay nón đã sớm không còn thở. Tiêu dự an có quắp ở đó, toàn thân đều bị máu tươi bắn lên. Thị vệ gấp gáp tiến lên phía trước. Tiêu công tử, người không sao chứ, ta đưa người lên. Sau đó bẩm báo hoàng thượng. Bỗng nhiên tiêu dự an đưa tay ra, bắt lấy cánh tay của thị vệ, ngẩng đầu lên. Hắn nói, đừng nói cho hoàng thượng của các ngươi, đừng nói gì hết, Hai người bọn họ đã nói rồi Án Hà Thanh phụ trách trị quốc an bang Những chuyện như thế này Chính là do hắn gánh Mà lúc này Án Hà Thanh đang phê duyệt tấu trương Chợt nghe thị vệ đến báo Hoàng thượng tiết tướng quân nói Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Án Hà Thanh từ trong đống tấu trương ngẩng đầu lên Hơi nhíu mày một chút nói Mời vào Chỉ mới một hồi Tiết nghiêm đã đạp bước tiến vào Ôm quyền quỳ lại Hoàng thượng mời tiết tướng quân đứng lên mặc dù cấp bậc lễ nghĩa của án hà thanh chu đáo nhưng thái độ lãnh đạm, không còn gọi thúc phụng một cách thân mật như xưa nữa tiết nghiêm đứng dậy nói bẩm báo hoàng thượng trong quân có binh sĩ mưu đồ bí mật tạo phản đã kịp thời phát hiện bị trấn áp xử trí án hà thanh nói ừm um, tiết tướng quân đã vất vả rồi tiết tướng quân nói hoàng thượng lần này tạo phản là bởi vì trong quân có phó tướng nghe nói người che trở về đế bắc quốc án hà thanh lên tiếng ngắt lời ông tiết tướng quân còn có chuyện khác không không có thì về nghỉ ngơi trước đi tiết nghiêm lập tức im lặng ông do dự một lát ôm quyền cáo lui sau khi xoay người lại đột nhiên nói hà thanh người nói cho ta biết người muốn tình yêu hay là gia quốc người cần tình riêng hay là cần thiên hạ ánh mắt án hà thanh không hề rời khỏi tổ chương trong tay hắn chậm rãi viết xong câu cuối cùng trong lời phê nhàn nhạt gần từng chữ nói thúc phụ cả hai ta đều muốn chuyện án hà thanh không sợ hãi nhất chính là dùng hết toàn lực để đoạt lấy rõ ràng còn chưa dùng cả tính mạng để cố gắng thế thì dựa vào cái gì bắt hắn phải lựa chọn chuyện khó khăn nhất trên thế gian này rõ ràng chính là thích được một người mà vừa hai người đó cũng thích ngươi hiện giờ tiêu dự an đã đứng ở sau lưng hắn không còn rời đi nữa vậy thì cho dù là thiên quan vạn mã cho dù là ngàn người chỉ trỏ, án Hà Thanh, hắn còn phải sợ hãi gì nữa chứ? Tiêu Dự An vì rửa sạch vết máu trên người mà đem bản thân mình ngâm hết một canh giờ, lúc này mới áp được hết tất cả cảm xúc về đáy lòng, triệt để tỉnh táo lại, thay một bộ y phục khác rồi trở về tẩm cung. Kết quả, sóng trận này chưa qua, sóng trận khác đã tới. Tiêu Dự An vừa mới bình ổn lại, đột nhiên có thị nữ từ bên ngoài vội vàng chạy đến báo. "Tiêu công tử, Tiêu công tử không xong rồi Tạ công tử một mình chạy ra khỏi cung rồi Sáng sớm hôm nay Sau tạ thuần quy tỉnh lại Thì bắt đầu lẩm bẩm tạ ra gì đó Sau đó liều lĩnh muốn xuất cung Thị vệ ở cửa cùng với thị vệ hoàng thành Không cho cậu rời đi Cậu lại giống như một đứa trẻ Ở dưới đất lăn lộn hoa hoa khóc lớn Thị vệ thấy cậu chỉ là một kẻ ngốc Vốn định đi bẩm báo cấp trên trước rồi tính sau Kết quả vừa không chú ý một cái Đã để tạ thuần quy leo tường chạy ra ngoài Mấy thủ vệ các người thật là quá tùy tiện. Tiểu sự an vừa bực mình, vừa buồn cười. Mặc dù tạ thuần quy có bản lĩnh, nhưng mà cũng không đến mức không ngăn lại được. Tiêu công tử, đó là bởi vì hoàng thượng đã dặn đi dặn lại, không thể gây thương tổn đến hai người các ngươi. Mọi chuyện đều phải thuận theo. Thị nữ nói, tiêu công tử, ngài nói xem chuyện này phải xử lý thế nào đây? Tiểu sự an nói, đừng gấp, có lẽ ta biết cậu ấy ở đâu. Tạ thuần quy ngơ ngơ ngác ngác, đi trên đường Cậu cũng không biết mình bị làm sao Hôm nay dùng bữa xong Thị nữ bưng lên một bàn đồ ăn mỹ vị Cười với cậu nói Tạ công tử Món ăn này là đặc sản của Nam Miến Quốc Người mau nếm thử đi Bỗng nhiên trong lúc đó Một cỗ kích tụ tràn lên trong tâm của tạ thuần quy Những thức ăn trước mắt Khiến người thèm nhỏ dãi Dần dần tràn ra máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bàn gỗ cực kỳ dọa người Tạ thuần quy đột nhiên lật tung cái bàn Bố rối đứng lên nhìn lại. Trời đất biến thành một tấm lưới lớn, vững như thành đồng vách sắt, thẳng tắp áp xuống người cậu. Ba chữ, Nam Miến Quốc, không ngừng vang vẳng bên tai Tạ Thuần Quy, tự như tiếng chửi rủa ác độc. Tạ Thuần Quy chịu không nổi, che lỗ tai lại, liều mạng chạy ra ngoài. Đến lúc ấy lại bình tĩnh, đã ở trên đường của bên ngoài hoàng thành. Cách tính bốn phía, rộn rộn ràng ràng trên chúc nhau, tiếng giao hàng, tiếng hò reo trả giá hỗn tạp, hòa cùng một chỗ, khung cảnh một mảnh phồn vinh hài hòa ven đường có sạp nhỏ bán mì bán hoành thánh nắp mở ra một cái hơi nước lập tức bay ra lan tỏa khắp hoàng thành cảnh tượng thê thảm bị diệt quốc từ ba năm trước giống như hương khí bay ra từ nồi hoành thánh kia đã bị dân chúng nuốt hết vào trong bụng tạ thuần quy ngốc lăng đứng tại chỗ nghĩ thầm đây là nơi nào vậy mà cậu lại muốn làm gì đây đúng cậu tên là tạ thuần quy nhưng đây là đâu tạ thuần quy nhìn quanh hai bên vậy mà lại có thể từ một góc nhỏ hẻo lánh nhìn thấy một tia hồi ức cũng là cái bản đá xanh này cũng là chỗ khúc ngoặt nơi ngõ hẻm kia nơi này hình như là nhà cũ của cậu là quốc gia của cậu sự quen thuộc mãnh liệt tràn vào trong đầu tạ thuần quy đi kèm với sự vui sướng khó hiểu ấy tạ thuần quy không hề bỏ qua một chút ngóc ngách quen thuộc nào từng chút từng chút một phân biệt rõ ràng cửa hàng kia chẳng phải là đang bán bánh hoa quế mà cậu thích ăn nhất sao chỗ đất trống kia chẳng phải là nơi khi cậu còn bé đã từng chơi đùa sao thanh âm hô hoán kia chẳng phải chính là khẩu âm mà cậu thường nghe thấy khi còn nhỏ à nơi này chính là quốc gia của cậu chính là nhà của cậu rồi tạ thần quy đột nhiên trở nên hưng phấn dựa vào ký ức chạy đến một nơi quen thuộc cậu ở trên đường chạy như điên không hề bất ngờ chút nào khi đụng phải người khác người kia kêu ối một tiếng đứng dậy vừa muốn trách cứ ánh mắt rơi trên khuôn mặt tạ thuần quy lập tức kinh ngạc đến mất hồn dùng tay run rẩy chỉ vào tạ thuần quy hơn nửa ngày cũng không nói một câu nguyên vẹn C con con út tạ ra người 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 sao có thể chúng ta đều đều cho rằng ngươi đã tử trận nơi chiến trường người người con út tạ ra nghe đến bốn chữ này tạ thuần quy chợt nhớ tới lý do vì sao hôm đó khi nghe tiêu dự an muốn đi phương bắc mình lại liều lĩnh muốn theo cùng đúng cậu muốn về nhà xem thử người kia lôi kéo tạ thuần quy cảm khai nói còn sống thì tốt còn sống thì tốt rồi như thế này thì ít ra hương hỏa của tạ gia sẽ không đứt đoạn tạ gia ấy à người vội vội vàng vàng thế này là muốn trở về tế bái sao nghe lời nói của người kia tạ thuần quy khó hiểu lặp lại tế bái Đúng vậy, ngày diệt quốc năm đó, tạ ra các người từ trên xuống dưới. Hơn 20 người tập thể đều nợ nước. Tòa nhà kia của nhà ngươi ấy à? Huyết khí quá nặng, oan khí quá sâu. Tuy nói đặt tại Hoàng Thành, nhưng vẫn luôn không có ai dám động. Cứ để chống như vậy 3 năm dòng. Lại nói, đã 3 năm từ ngày Nam Yến Quốc diệt Bắc Quốc. Người đã đi đâu vậy? Nam Yến Quốc diệt Bắc Quốc. Diệt Bắc Quốc. Diệt đột nhiên như có hàng ngàn gai sắt hung hăng đâm vào thân thể tạ thuần quy không chút lưu tình đâm vào đầu vào tứ chi cậu đau đến mức như bị cực hình có gì đó từ sâu trong ký ức cậu như bị xé rách ra vô cùng sống động mà lặp đi lặp lại người kia nhìn thấy sắc mặt tạ thuần quy đột nhiên trở nên là lạ, lạ tự biết đã nói điều không nên nói nhưng mà lại không nhịn được khuyên nhủ người người đừng như vậy đã ba năm rồi nghĩ thoáng một chút đi mặc dù bây giờ họ yến làm chủ nhưng bách tính chúng ta vẫn được ăn no mặc ấm trong tay vẫn có dư chút tiền không phải đều rất tốt sao có câu nói rất hay như thế này chỉ cần bách tính ăn no thì đó chính là thiên hạ người ấy đừng để ý quá làm gì ấy người chạy đi đâu đó người kia còn đang nói bỗng nhiên tạ thuần quy hất hán ra một tay ôm đầu cả người lảo đảo chạy đi tạ thuần quy nghe không được tiếng hô đầy kinh ngạc của người đi qua đường nhìn không thấy những ánh mắt khác thường xung quanh. Cậu lảo đảo xuyên qua con đường này, rẽ trái một cái, một tòa nhà to lớn xuất hiện ở trước mắt. Nhưng bảng hiệu của tòa nhà kia đã vỡ vụn, thảm thương rơi trên mặt đất. Hai con sư tử đá trước cửa đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất tích một tầng cho bụi thật dày, dẫm lên một cái là để lại dấu chân. Tạo thuần quy lúng ta lúng túng, đứng trước cửa phủ đệ, cơ hồ không thở nổi. Trong ngực chuyển đến từng trận buồn bực đau đớn. Cậu bước lên một bước, chậm rãi đưa tay để cánh cửa đã đóng chặt ba năm kia ra. Bụi đất sông thẳng vào mặt, đi vào bên trong, tiền viện vốn sạch sẽ, này lại mọc đầy cỏ dại rậm rạp, tất cả tường đều đổ nát. Tạ thuần quy đi thêm vài bước, đột nhiên đá phải một khối đá, khối đá lăn đi, lộ ra một đồ vật. Vật kia được cỏ dại che kín, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra. Tạ thuần quy cuối người nhặt lên, nhận ra đó là một tấm thiếp mời đã cũ, đã ố vàng, chữ trên mặt thiếp đã sớm không nhìn thấy rõ chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trong đó có mấy chữ chúc mừng lý vô định đại tướng quân tạ thuần quy giống như từ trong giấc mơ đột nhiên bừng tỉnh cả người đột nhiên đứng thẳng sau đó lại ôm đầu ngồi xổm xuống hai tay cậu hung hăng bóp lấy ra đầu gắt gao cắn chặt môi cơ hồ muốn cắn ra cả máu cậu tỉnh lại cậu cũng nên tỉnh lại rồi cậu là tạ thuần quy cũng là người tạ ra lại càng là tướng quân Bắc Quốc. Nhiệm vụ trong quân của cậu là ngăn địch hộ quốc. Phẳng vất như lại trở về ba năm trước đây, bài hát vang lên trong đêm tuyết rơi, đưa lương tới ấy. Phía trước là khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ ánh lửa ngút trời. Phía sau là xe chở lương thảo không kịp đưa tới. Phó tướng trong thành, quỳ dạp xuống đất gào khóc. Từng chữ nói ra đều thấm đẫm máu tươi. Từng tiếng rơi vào trong tâm hạ thuần quy so với bất cứ lưỡi đao nào trên thế gian này đều sắc bén hơn hắn nói tạ tướng quân nhiếp nhị phó tướng bị án hà thanh chặt đứt hai tay cắt đứt ít hầu tướng sĩ của hắn đột phá vòng vây trốn về nói cho chúng ta biết lý tướng quân bọn họ đi đoạt lại đương thảo bị nhốt trong quân doanh của địch thần hãm lao tù cuối cùng bị án hà thanh dùng một mồi lửa thiêu chết toàn bộ toàn bộ tiếng khóc lóc kể lể tuyệt vọng của phó tướng ngày hôm đó còn rõ ràng quẩn quanh bên tai tạ thuần quy hung hăng bóp chặt lấy mình đem cánh tay bóp đến bầm tím lúc này mới thoáng khống chế lại cảm xúc cậu đứng dậy từng bước một hướng chính sảnh tạ phủ đi vào mỗi lần bước một bước đều đem theo quyết tuyệt mà năm đó muốn toàn lực đem án hà thanh chém giết xuống ngựa đem nam mến quốc ngăn lại bên ngoài lãnh thổ thế nhưng cuối cùng cậu vẫn chiến bại cậu cuối cùng cũng không thể bảo vệ được bắc quốc tạ thuần quy chậm rãi bước vào chính sảnh tạ phủ nơi này đã biến thành linh đường trên linh đường bày chỉnh chỉnh tề tề hai mươi mấy cái bài vị. Phía sau linh đường chất đầy quan tài phủ bụi. Tạ thuần quy nghe thấy ngày mình lên chiến trường năm đó mẫu thần đã nói với cậu con nút à, con có nhớ gia huấn của tạ gia không? Tạ thuần quy nói mẫu thân ngài yên tâm hải nhi nhớ kỹ trong lòng mẫu thân gật đầu một cái nói tạ gia chúng ta đời đời trung lương phụ thân cùng ca ca con đều tử chiến trên xa trường không thẹn trung tâm còn cũng không thể làm bọn họ mất mặt tạ thuần quy nói mẫu thân ngài yên tâm quân địch nếu như muốn bước vào bắc quốc nhất định phải bước qua thi thể của ta mẫu thân sờ sờ tóc cậu dịu dàng nói nếu quả tật có ngày ấy đừng lo lắng trên đường đến hoàng tuyền sẽ không cô đơn sắp tới hoàng hôn mây tàn như máu tạ thuần quy ở trước hai mươi mấy tấm bài vị thẳng lưng quỳ xuống lời mẫu thân cùng với lời hôm nay người kia nói bách tính ăn no chính là thiên hạ đàn vào một chỗ rõ ràng là hai câu khác biệt như trời nhưng không có người nào là sai tạo thuần quy nặng nề dập đầu ba cái vừa nhấc mắt lại thấy một bài vị của mình trên linh đường cậu đứng dậy khẽ vuốt chữ trên bài vị lại vội vàng đi đến hậu đường nơi hậu đường lộn xộn chất đống hai mươi mấy cỗ quan tài cảnh tượng khiến người vô cùng sợ hãi người bên trong quan tài sớm đã biến thành từng bộ xương trắng. Tạ thuần quy tìm từng cái một, cuối cùng tìm được quan tài khắc tên của chính mình. Cậu dùng hết toàn lực mở ra, thấy bên trong nằm lặng lặng một bản gia huấn đã bị mục sách. Hai tay tạ thuần quy run rẩy cầm lấy gia huấn, lật mở tờ thứ nhất. Phía trên chỉ viết một câu. Con cháu tạ ra, cùng bác quốc đồng sinh cộng tử. Cuối cùng, tạ thuần quy nhịn không được nữa, Tề tầm liệt phế khóc lên Cậu chậm rãi bỏ vào trong quan tài Ôm lấy thiếp mời Cùng với gia thư Cuộn mình lại gần như nghẹn ngào đến muốn ngất đi Có cơn gió lùa qua trêu chọc Từng tiếng thê lương Đau thương lại vô lực Thời điểm tiêu dự án ở tạ phủ Tìm được tạ thuần quy Tạ thuần quy đang quỳ trên mặt đất Tay không nhổ cỏ dại Hai mắt cậu đỏ hồng Tóc tai rối bời Tay bị cỏ dại cùng mặt đất thô giáp mài đến chảy máu nhưng vẫn không chịu dừng lại. Tiểu Dự An hít sâu một hơi, nửa quỳ xuống bên cạnh Tạ Thuần Quy, nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngăn lại động tác của cậu. "Thuần Quy." Động tác của Tạ Thuần Quy dừng lại, không lên tiếng. Khóe mắt Tiểu Dự An có chút phiến hồng, nói khẽ, "Thuần Quy, chúng ta trở về có được không?" Tạ Thuần Quy hỏi. "Về đâu? Chúng ta có thể về nơi nào?" Tiểu Dự An trả lời. "Về cung thôi." Tạ Thuần Quy hỏi về cung Đó là nhà sao Tiết hầu tiêu sư an phảng phất Như đột nhiên bị người bóp lấy Lại không vắt ra nửa điểm thanh âm Không phải Đó không phải là nhà của tạ thuần quy Ngay đến cả đảo nguyên thôn Cũng không phải là nhà của tạ thuần quy nốt Bắc quốc mới là nhà của tạ thuần quy Thế nhưng Bắc quốc đã không còn tồn tại nữa rồi Tiểu sư An không biết phải trả lời thế nào Tạ thuần quy tự mình Đem cây cỏ dại Cuối cùng nhổ xuống sau đó, hướng về phía linh đường, cung kính dập đầu ba lạnh lại cúi thấp đầu khiến người ta thấy không rõ nét mặt của cậu, cậu nói với Tiêu Dư An: "Đi thôi, về cung đem Tạ Thuần Quy đưa về tẩm điện trong cung, sau khi hạ lệnh cho thị nữ phải chăm sóc để ý cậu ta xong, Tiêu Dư An đi về hướng tẩm cung của mình. Mơ mờ, mờ hồ hồ cả một ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tiêu Dư An cho thị nữ lui ra, một thân một mình chậm rãi đi vào tẩm cung hoàng hôn ảm đạm cuồng phong gào thét tuyết lớn bay tán loạn rét lạnh thấu xương tiêu dự an bước thấp bước cao mà đi mặc cho nhiệt độ cơ thể từng chút từng chút một bị đoạt đi thời điểm đi đến gần tầm cung tiêu dự an đột nhiên dừng bước nhìn thẳng về phía trước ở cửa tầm cung có một người đang đứng người kia hẳn cũng đã đợi được một lúc vẻ mặt có một chút nôn nóng sau khi nhìn thấy tiêu dự an trong đáy mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ vội vàng bước tới đưa tay phủ đi bông tuyết trên đầu trên vai tiêu dự an cởi ngoại bào xuống cẩn thận chùm lên thân thể hắn ấm mát dần lên lỏi vào thân thể tiêu dự an trần an tứ chi đã bị đông cứng của hắn tiêu dự an đột nhiên nghẹn ngào hắn khẽ gọi án ca ừ ta ở đây án hà thanh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cùng bờ môi tiêu dự an mệt rồi sao tiêu dự an nói Người mà ôm ta một cái Nghe vậy Án Hà Thanh không chút do sự Đưa tay kéo hắn vào trong ngực Cả người tiêu sư an vùi vào trong ngực Án Hà Thanh Hít sâu một hơi nói Không mệt Án Hà Thanh trần an Sờ sờ tóc của hắn Đột nhiên tiêu sư an ngẩng đầu lên nói Án ca Chúng ta xuất cùng dạo chơi đi Chỉ ngươi và ta thôi Được Trời cũng vẫn còn sớm Hoàng Thành vẫn phổn hoa náo nhiệt hệt như trước đây Công tử tiểu thư, áo khoác lông ở trên đường thoáng gặp gỡ. Đám trẻ con đuổi nhau trong hẻm nhỏ, chạy qua chạy lại như con thoi, khắp nơi đùa nghịch. Đầu đầu cũng đều là tiếng giao hàng của các tiểu thương. Án Hạ Thanh và Tiêu Sư An sóng vai nhau đi cùng một chỗ. Tiêu Sư An đối với những món đồ chơi nhỏ cực kỳ tò mò, thỉnh thoảng lại chỉ vào một số thứ hồ lên với Án Hạ Thanh. Án ca, ngươi nhìn cái này. Án ca, ngươi nhìn cái kia. Nhìn một chút, Tiểu Dự An lại chạy về phía trước. Án Hà Thanh đuổi theo mấy bước, đưa tay nắm chặt lấy tay của hắn. Tiểu Dự An bị kéo cả người dừng lại, quay đầu, ánh mắt từ tay chuyển đến trên mặt Án Hà Thanh, sau đó cong mắt tùy ý cười một tiếng. Nắm lại tay Án Hà Thanh thật chặt, cùng hắn mười ngón đan xen. Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng kèn ầm mỹ, tấu lên khúc nhạc mừng vui. Có ông chủ sạp hàng không chịu ngồi yên nhô đầu, dưới cổ lên nhìn ra hai người án hà thanh cùng tiêu dự an lui đến ven đường chỉ thấy từ nơi xa có đội ngũ đón dâu đi tới mười dặm hồng trang tiếng trống thùng thùng vô cùng náo nhiệt tiêu dự an cười nói hô nhà giàu nha phô trương như vậy wow án ca ngươi nhìn kìa tân làng đang cưỡi ngựa đó hỷ phục mặc trên người trông thật đẹp án hà thanh theo ánh mắt tiêu dự an nhìn qua kiệu hoa tám người khiêng khiến người cực kỳ chú ý lắc la lắc lư đi qua. Phía trước kiệu hoa là Tân Lang đang hăm hở cưỡi con ngựa màu đỏ thẫm. Trên đầu ngựa cột một dây lụa hoa màu đỏ, cực kỳ mừng vui. Vẻ mặt Tân Lang hớn hở, hướng người chúc mừng bốn phía, chắp tay nói lời cảm tạ. Hỷ phục trên người dùng tơ vàng mà thêu chế tác tinh tế, quả thực tinh xảo. Án Hà Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua tiêu dư an. Từ trong đáy lòng đột nhiên mơ hồ, tuôn ra một mong muốn. Án Hà Thanh đắn đo một lúc, rốt cuộc sau một chàng tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc qua đi, cũng quyết định mở miệng. Ai ngờ không biết từ đâu có một người chen tới, trông dáng vẻ khoảng chừng 20 tuổi, xoa xoa hai tay hỏi Tiêu Sư An. Công tử, ngài cảm thấy hỷ phục này đẹp à? Tiêu Sư An cười đáp. Ừ, đẹp. Người kia dương dương đắc ý nói. Là cửa hàng nhà ta làm đó, không phải nó khoác với ngài đâu, tay nghề của nhà ta chuyển thừa đã năm đời rồi đấy. Năm đó vẫn còn tiền triều, chính là thợ may trong cung đình, cầm bổng lộc của tú phòng trong hoàng cung đó. Tính của tiêu sư An trước giờ đều thích cổ vũ người khác, há miệng già đã tán dương. Thì ra tiểu huynh đệ lại có lai lịch như vậy, thất kính, thất kính. Vậy nếu như thành thân có thể mặc được hỷ phục do cửa hàng nhà các ngươi làm, chẳng phải là rất mở mày mở mặt sao? <laughs> Chưa cần nói đến sĩ diện, Tài nghề cùng với chất liệu may của nhà chúng ta, tại cái hoàng thành này, Thực sự là nếu xưng thứ hai Thì không có ai dám nói mình thứ nhất Người kia chống eo Được tương bốc đến mức tinh thần sảng khoái Chỉ cảm thấy vị tiểu công tử da trắng Tướng mạo đẹp đẽ này cực kỳ thuận mắt Đưa tay vỗ vỗ vai của hắn nói Tiểu công tử Ta thấy hai chúng ta rất có duyên Chờ đến khi ngươi thành thân Nếu như đồng ý đến cửa hàng nhà chúng ta làm hỷ phục Ta giảm giá cho ngươi Hắn vừa mới vỗ một cái Lúc cái thứ hai còn chưa rơi trên vai của tiêu sư an đã đột nhiên bị người giữ cổ tay, ngăn lại động tác. Người kia ngớ ra, dường mắt nhìn qua, thấy là một vị nam tử áo đen, mặt như ngọc sáng, mắt như sao, tướng mạo phi phàm. Án Hà Thanh không chút biến sắc, đem tay vị tiểu huynh đệ kia đẩy ra, nhàn nhạt, nhạt, hỏi. Cửa hàng nhà ngươi ở chỗ nào? Tiểu huynh đệ đầy nhiệt tình nói. Ngay tại đầu phố đông, từ đây đi thẳng, dễ một cái là tới. Án Hà Thanh gật gật đầu, kéo tiêu sư an vẫn còn đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt đi về phía trước vẻ mặt tiêu sư an mở mịt án ca đi đâu đấy thấy án hà thanh không nói lời nào tiêu sư an cũng không hỏi nữa ngoan ngoãn đi theo sát hắn án hà thanh lôi kéo tiêu sư an tìm tới cửa hàng mà tiểu huynh đệ kia vừa nói cửa hàng này quả thực không giống như một cửa hàng nhỏ bình thường nhìn kỹ thì càng giống một tòa phủ đệ hơn xưởng nhuộm phường dệt phường thêu đều có đủ có hỏa kế trông thấy hai vị công tử khí chất bất phàm đi vào vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười chạy đến nghênh tiếp hai vị đến mua vải hay là đến làm y phục vậy án hà thanh nói làm hị phục trong chớp mắt tiêu dự an giống như bị xét đánh ngốc lăng đứng tại chỗ hai mắt trợn tròn nhìn án hà thanh hỏa kế ồ lên một tiếng nói hẳn là ngài không biết hỷ phục của chúng ta đều là do trưởng quỹ tự tay chế tác chỉ có vương công quý tộc mới mời được trưởng quỹ của chúng ta. Ta thấy công tử khí độ bất phàm, chắc cũng không phải người bình thường. Hay là thế này, hai vị vào trong ngồi đợi một lúc, ta đi hỏi trưởng quỹ của chúng ta chút xem, xem ông ấy có nguyện ý gặp công tử hay không. Hỏa kế lịch sự lễ phép, đem án Hà Thanh và Tiêu Sư An mời vào trong cửa hàng, sau đó vội vàng chạy đi bẩm báo. Lúc này Tiêu Sư An mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Án, án ca, H hỷ phục là sao án hà thanh không nhanh không chậm đáp vừa nãy thấy ngươi rất thích tiêu sư an khó khăn nói cho dù ta có thích thì hỷ phục cũng không thể mặc vào ngày thường được chẳng phải chỉ có thể thành âm tiêu sư an hơi ngừng lại dường như hắn hiểu ra gì đó đột nhiên nhìn về phía án hà thanh hận không thể đem hai mắt chừng đến rớt đi án hà thanh nhìn hắn bình tĩnh nói tiêu sư an ta muốn cưới ngươi ta muốn cùng ngươi bái đường thành thân ta muốn để cho cả thiên hạ này cùng biết tiêu sư an ngươi muốn không tiêu sư an nói nhưng hiện tại nam miến quốc không sao nhưng như này hơi không sao bọn họ không sao nói xong ba câu không sao án hà thanh lại hỏi một lần nữa tiêu sư an ngươi muốn không tiêu sư an gật gật đầu dứt khoát trả lời muốn chỉ trong chớp mắt đôi mắt án hà thanh trở nên sáng ngời cực kỳ giống với ánh trăng sáng đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời ảm đạm cứ mãi xoắn suýt quá mức cực khổ ngàn lo vạn nghĩ quá mệt mỏi chẳng bằng dùng ba câu không sao đổi lấy một câu muốn đi chợt ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân một nam tử trung niên cơ bắp đi vào mới đầu nam tử kia còn có chút kiêu ngạo sờ sờ ria mép vênh vênh mặt sau khi nhìn thấy án hà thanh đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai sau đó quỷ xuống lại. Hoàng thượng! Án Hà Thanh cùng Tiêu Sư An liếc nhau. Tiêu Sư An hỏi, người thế mà lại có thể nhận ra Hoàng thượng? Trưởng quỹ run lẩy bẩy, hồi, hồ hồi, vị gia này. Trước đó, tiểu nhân từng có may mắn trông thấy chân dung của Hoàng thượng. Bức họa kia vẽ sinh động như thật, đem toàn bộ vẻ anh Tuấn phong lưu, tiêu sái lỗi lạc, cao lớn uy mãnh, phong độ nhẹ nhàng, thần minh sảng khoái của Hoàng thượng đều vẽ ra cho nên tiểu nhân vẫn luôn khắc sâu ấn tượng. Vị lão bản này, chẳng lẽ xưng hào trên giang hồ của ngươi chính là từ điển thành ngữ sao? Tiểu dự an đưa tay, vừa kéo lão bản, vừa lắc đầu nói. Xem ra vẽ cũng không quá tốt, đều không vẽ ra được vẻ trường thân ngọc lập, tuấn giật vô song. Siêu phàm thoát tục, thành tú xoáy khí, ngọc thụ lâm phong của hoàng thượng. Trưởng quỹ khiếp sợ, vốn cho rằng bản lĩnh định hót của mình đã đến mức hoàn mỹ rồi, nhưng không ngờ tới Núi cao còn có núi cao hơn Người giỏi còn có người giỏi hơn Tiểu dự án vẫn chưa biết chân tình mà mình bộc lộ ra Bị nhận định thành định hót Cười hỏi Trưởng quỹ, hỉ phục chỗ các người đại khái phải mất bao lâu mới làm xong Nửa tháng Không, chỉ cần có số đo Hoàng thượng cho tiểu nhân 7 ngày 7 ngày là tiểu nhân có thể làm xong Trưởng quỹ vỗ ngực thể thốt Vậy tranh thủ thời gian mà đo luôn đi Tiểu dự an giơ tay về phía trước đôi mắt tì hí của trưởng quỹ trưởng lớn. Vị gia này, ngươi, ngươi... Đừng có ngươi nữa, hai bộ hỷ phục, ta một bộ, hoàng thượng một bộ. Tiêu dự an cười hì hì nói. Trưởng quỹ vội vàng nhìn qua án hạ thanh, thấy hắn gật gật đầu, lập tức ngây ra tại chỗ, phải mất chọn ba giây mới hồi phục lại tinh thần. Trưởng quỹ kia cũng là người phi phàm, chuyện đầu tiên sau khi lấy lại phản ứng chính là cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiêu dự an. Vậy Tiểu nhân cả gan hỏi một câu Hỷ phục của hai ngài Là làm váy Hay là làm quần Tiêu dị an nói Quần, quần đi Trưởng quỹ, hiểu rồi Chỉ trước mắt trong đáy mắt Án Hà Thanh thoáng hiện ra vẻ thất vọng Sau khi hai người lấy xong số đo Được trưởng quỹ ba quỷ chín lại tiến về Thời gian đã không còn sớm Lại có gió to tuyết lớn Đường giá trở nên vắng lặng Chỉ còn lại mấy cửa hàng còn mở cửa trên nền tuyết trắng mênh mang hát lên ánh nến ấm áp hai người chậm rãi đi về hướng cung điện tiêu dự an đột nhiên mở miệng nói án ca ta, ta cảm thấy mấy ngày nay thân thể đã tốt hơn nhiều người thấy đấy trước đó ta đi lại còn khập khiễng mấy ngày nay đã đi vững hơn rồi án Hà thanh giữ người lại ừ một tiếng ánh mắt tiêu dự an mông lung che miệng ho nhẹ một tiếng hay là chờ đến khi làm xong hỷ phục chúng ta liền mấy chữ đằng sau nhỏ như mũi kêu án hà thanh nghe không rõ cái gì tiêu dự an dừng bước lại nhìn trời nhìn đất lại không chịu nhìn án hà thanh nói liền vào vào động 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 phòng án hà thanh nói người ở đây chờ ta một chút sau đó bước như bay đi về hướng cửa hàng mai kia chưa qua một lúc đã trở về nói với tiêu dự an trưởng quỹ nói ngày mai là có thể làm xong hỷ phục tiêu sư an cam nín ngày mai kỳ hạn từ nửa tháng biến thành ngày mai trưởng quỹ lấy mạng ra mà làm đấy hả có thể đừng làm khó dân chúng qua đường như thế có được không tiêu sư an nói được vậy thì ngày mai vào 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 án hà thanh thay hắn nói hết vào động phòng tiêu sư an ừm đúng 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 cảm ơn trưởng quỹ hy sinh bản thân giúp người khác toại nguyện sau khi hai người trở về tẩm cung chợt có thị nữ tiến đến đón hoàng thượng tiêu công tử tạ công tử ở trong tẩm cung chờ các ngài tiêu dự an kinh ngạc đã muộn thế này trên mặt thị nữ lộ vẻ bất đắc sĩ chúng ta đã liên tục khuyên tạ công tử nói có chuyện gì thì để sáng mai lại nói nhưng mà tạ công tử không muốn quay về trước đó hoàng thượng đã căn dặn chúng ta mọi chuyện đều phải thuận theo cho nên không ai dám để tạ công tử đi Tiêu Sư An nghĩ đến hôm nay cảm xúc của Tạ Thuần Quy cực kỳ không ổn định, lo cậu xảy ra chuyện gì. Sau khi nhìn án Hà Thanh một cái, vội vàng đi vào tầm cung. Án Hà Thanh nhìn ra được ánh mắt của Tiêu Sư An không bình thường, nhanh chóng đuổi theo. Trong tầm cung, Tạ Thuần Quy đứng bên cạnh bàn, một ngọn nến đã đốt gần hết, sát nến chảy xuống, ngừng tụ lại bên trên, vặn vẹo đến đáng sợ. Thuần Quy, Tiêu Sư An nhẹ nhàng gọi. Tạ Thuần Quy nghiêng đầu nhìn qua, hai mắt đỏ hồng dường như đã khóc một lúc lâu cậu nhìn tiêu dự an từng bước từng bước đi về phía hắn bước chân hơi lảo đảo giống như mỗi bước đều đang đạp lên bề mặt thứ gì đó người sao vậy tiêu dự an bước mấy bước đi về phía trước chỉ cách tạ thuần quy một bước án hà thanh nhíu mày nhìn chằm chằm tạ thuần quy ta tạ thuần quy cúi đầu giọng khàn khàn giống như đang cố gắng che giấu cái gì đó lại giống như đang đợi cái gì đó. Án Hà Thanh phát hiện ra khắc thường, muốn tiến đến, tiến đến kéo lấy Tiêu Sư An. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt mà hắn bước lên kia, Tạ Thuần Quy bỗng nhiên rút một cây quỷ thủ từ trong ngực ra, sau đó nhào về phía Tiêu Sư An. Hai con người Tiêu Sư An đột nhiên co lại, lùi lại một bước. Cùng lúc đó, Án Hà Thanh cũng theo đó mà tiến lên muốn bảo vệ Tiêu Sư An. Nhưng mục tiêu của Tạ Thuần Quy căn bản không phải là Tiêu Sư An. Cậu làm một động tác giả xoay người một cái, nắm chặt lấy chủy thủ, không hề có một chút do dự, đâm thẳng về phía phần bụng của Án Hà Thanh đang tiến lên, kéo Tiêu Sư An lại, bất ngờ rút ra, sau đó lại đâm vào. Đột nhiên ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, gần như muốn đem toàn bộ những cái cây yếu ớt trong nội viện nhổ lên tận gốc. Trong chớp mắt, máu tươi bắn lên mặt cùng thân thể Tiêu Sư An, giống như một ngọn lửa có thể thiêu đốt toàn thân hắn, khiến hắn bị bỏng đến toàn thân run rẩy. Tiêu Dự An nghe thấy Tạ Thuần Quy lại gọi hắn. Tạ Thuần Quy nói, Hoàng thượng, chẳng qua chỉ là hai chữ thật đơn giản, trong chớp mắt thoát ra khỏi miệng kia. Tiêu Dự An thấy trên cổ mình như đeo lên một cây đao. Cẩm đao không phải là ai khác, mà chính là những tướng sĩ đã từng vì Bắc Quốc mà chảy hết máu cùng nước mắt, thì cốt chưa lạnh. Hết tập 42 Các bạn đang được thưởng thức bộ truyện đam mỹ Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây của tác giả Y Nùng Dĩ Dực qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio nhé. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem. Rất mong nhận được comment của các bạn để kênh ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.